Lời nói đầu tiên của cô Loan là cô chân thành cảm tạ tất cả các anh chị, các cô bác, các vị đã giúp đỡ cô Loan và gia đình rất nhiều. Nếu không có quý vị và các anh chị giúp đỡ thì cô không làm sao đó. Về bài hát bây giờ muốn gửi đến cho chú Tài là bài Em Ở Đâu. Chưa bao giờ em hát bài này hết, đây cũng là lần đầu và lần cuối. Nằm nhớ những